chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Kiều Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Kiều Nguyễn chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biết nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Kiều Nguyễn muốn đem một số những kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc nhiều thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Kiều Nguyễn muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những kinh nghiệm mình nuôi chim, thuần chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để nắm bắt những thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn không nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Kiều Nguyễn Vlog, nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những thông tin, những cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Kiều Nguyễn ha. Thì trước mắt các bạn đây là hai em chim sáo đen nhà mình bạn, thì mình cũng vừa mới tậu về thôi đó bạn thấy. Hai em chim này nó cũng khá là giống nhau. Thì có nhiều bạn họ kêu mình là phân biệt giữa sáo trống và sáo mái như thế nào. Thì các bạn thấy hai em chim này là có một em chim trống và một em chim mái, nhưng mà về cái phần mà nhận biết thì rất là khó để nhận biết bạn. Thì nói chung là mình có tìm hiểu một số những cái đặc điểm những cái người mà họ nuôi chim trước họ chỉ cho mình, thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho tất cả các anh em và các bạn, những ai mà nuôi chim biết được là về cái cách nhận biết giữa sáo trống và sáo mái như thế nào ha. Thì về sáo trống về sáo mái, nếu mà những anh em mà chưa có mà kinh nghiệm là mình rất là khó phân biệt, tại vì nó na ná, nó giống nhau bạn, và mình có thể là mình trở thành cái đối tượng để cho những cái chủ cửa hàng họ lừa đảo bạn. Họ bán sáo trống hoặc giả họ bán sáo mái, nhưng mà họ nói sáo mái thành sáo trống và sáo trống thành sáo mái thì mình không biết đường đâu mà lần. Thì dựa vào cái kinh nghiệm của mình thì mình hôm nay mình chia sẻ một số cái đặc điểm để các bạn nhận dạng ha. Thì về cái ngoại hình của nó thì sáo trống các bạn thấy là cái đầu nó to và nó bẹt ra. Còn sáo mái các bạn đây giữa con chơi sáo trống và sáo mái nè, thì ở đây là mình có thể phân biệt em bên đây là em mái, còn em bên đây là em trống mà. Thì em sáo mái cái đầu nó nhỏ nhưng mà nó tròn đó, còn cái con sáo trống là đầu nó to mà nó bẹt đó, về cái phần mà hình dáng đầu của nó. Còn cái ngoại hình của nó thì nó cũng na ná, nó giống nhau thôi, nhưng mà về con sáo trống thì cái mình nhìn cái ngoại hình là cái màu lông nó đen hơn, và cái con sáo mái thì cái màu lông nó đen nhạt, và nó có thể là mình thấy là nó có thể là xám cho nữa đó, cái màu nó xám cho. Thì qua cái camera thì không biết là các bạn có thấy được là cái con bên đây là nó đen nè, nó đen ống luôn, còn cái bên đây, con đây là nó đen nhạt, hoặc giả là mình nhìn thấy nó màu xám xám đó. Thì đó là con mình biết được là đó là con sáo mái. Thì về cái việc mà phân biệt giữa cái tiếng kêu của nó bạn, nếu mà khi mà con chim nó đã trưởng thành rồi thì mình thấy là cái tiếng kêu của con sáo trống là nó to, nó rõ, còn con sáo mái là nó sẽ kêu cái giọng nó hơi khàn hơn đó. Thì đó là cái việc mà khi mà chim nó trưởng thành thì mình phân biệt ha. Còn nếu mà sau này con chim nó, hai con chim này nó lớn lên thì con nào nó cũng có cái màu, nói chung là cái ngoại hình, cái hình dáng đồ là trống với mái nó rất là giống nhau. Bạn thấy trên màn hình sáo trống với lại sáo mái là rất là giống nhau, bạn rất là khó phân biệt đó. Còn về cái phân biệt mà cái cánh của nó có cái vệt trắng ở trên cánh các bạn đó. Thì có nhiều con sáo trống cái vệt trắng ở trên cánh nó sẽ nhiều hơn con mái đó. Còn con mái có khi nó không có luôn bạn, nó không có, giả là nó ít hơn cái con trống đó. Bạn thấy cái con bên đây nè, cái vệt trắng trên cánh nó rất là ít, còn con bên đây cái vệt trắng trên cánh khá là nhiều luôn, nó chiếm đa số cái cánh luôn á. Nói chung là nó đang ngủ thì với lại chim non mình cũng nên bắt nhiều đó. Thì một số điều khi mình muốn chia sẻ với đại gia đình thương yêu mình biết được thôi, chứ thực tế mà về phân biệt giữa sáo trống và sáo mái có rất là nhiều anh em họ đăng lên mạng á, thì những anh em trên mạng giống như họ chỉ đó mò thôi mà, chứ 100% chính xác là nó không có. Có nhiều người á nhìn thì thấy con này là con trống, có bạn nhìn thì thấy con này là con mái, có bạn nhìn thì thấy con kia là con trống, mà lại có bạn nhìn thì thấy là con mái nữa đó. Thì rất là khó để mình phân biệt được.
Nói chung là nếu mà trong một mình đi mua chim á, mà ở trong một cái lồng bự bự như vậy nó có tầm khoảng mười mấy 20 con á, thì nếu mà các bạn muốn lựa sáo trống á, thì bạn cứ nhìn thấy mình so sánh giữa phân biệt giữa em chim này to hơn em chim kia và em chim kia nhỏ hơn em chim này, thì mình sẽ bắt con to, và con to có thể là khoảng 80-90% đó là chim trống. Còn nếu mà em chim mà nó cái về cái ngoại hình nó nhỏ quá, tuy nhiên là nó phải bằng cỡ nha nha, nó bằng cỡ là nó đều ra lông ống hoặc giả nó đều mà full lông hết, thì các bạn sẽ so sánh giữa hai em chim là mình có thể là nhận biết được là chim trống hay là chim mái là tầm khoảng chính xác khoảng chừng 80-90% thôi, còn 10 hay 20% cái yếu tố còn lại là hên xui nữa đó. Thì thôi, một số điều thì mình muốn chia sẻ với đại gia đình người mình biết được về cái cách mà phân biệt giữa sáo trống và sáo máy nó như thế nào. Thôi thì mình cũng thân mến chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống.